Như và Tuấn Anh xin gửi lời chào thân mến đến bà con và quý khán giả của bản tin 365 ngày chuyển động trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay thứ Bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019, bản tin có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tiêu rớt giá, nhà vườn điêu đứng không có tiền thuê hái, ngành chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khẩn trương hỗ trợ nông dân thu hoạch. Giữa lúa cả nước vào vụ thu hoạch rộ, lúa thơm được đặt cọc giá cao. Đặc sản khoai tây Đà Lạt nâng chất từ chất lượng cũ cho đến bao bì mẫu mã. Trồng bưởi da xanh hữu cơ giúp nhà vườn ở Đà Oai thu hàng trăm triệu đồng một năm. Tìm mua giống cá chạch lấu nức tiếng thịt cực ngon ở đồng bằng sông Cửu Long ở đâu? Kính thưa bà con, liên tục mấy ngày nay thông tin về giá hồ tiêu cà phê đi xuống khiến cho nhà vườn đứng ngồi không yên. Điều này đã xóa tan hy vọng vàng đen sẽ quay về thời hoàng kim, giúp cho bao nông dân trở thành tỷ phú. Giá xuống thấp mà tình trạng thì hồ tiêu đang vào mùa chín rộ như hiện nay, nhiều hộ không thuê được người hái, một phần là do hiếm nhân công mà một phần là do sợ lỗ lã và không có tiền để mà thuê nhân công để hái. Động thái mới nhất của ngành chức năng huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ra văn bản hỗ trợ cho nông dân thu hoạch. Theo đó, từ phản ánh của các xã thị trấn, cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Châu Đức đang vào mùa chín rộ nhưng có nhiều chủ hộ không thuê được nhân công thu hoạch với lý do giá hồ tiêu xuống thấp, không đủ kinh phí chi trả. Nếu không thu hoạch đúng thời điểm, cây hồ tiêu sẽ bị suy kiệt, lâu dần ảnh hưởng đến những vụ mùa sau hoặc là chết vườn tiêu. Do đó, ngành chức năng huyện đã thống kê danh sách số hộ, số diện tích có nhu cầu hỗ trợ để thu hái, huy động bộ đội địa phương, các thanh niên địa phương và các ngành các cấp giúp đỡ cho bà con nông dân thu hoạch hồ tiêu. Địa phương yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai và báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 19 tháng 2. Theo người dân, đây là việc làm kịp thời hỗ trợ cho nông dân trong khi hồ tiêu đang chín rộ, lại xuống giá. Cũng là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta, nhưng mà thị trường gạo đã bật lên gam màu sáng sau những ngày vắng bóng thương lái thu mua, khiến cho giá lúa tụt giảm 200 cho đến 500 đồng một ký. Điều này đã làm cho nông dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long sắp bước vào vụ thu hoạch rộ băn khoăn cho thị trường xuất khẩu gạo. Điểm sáng mà Ngọc Như vừa nói lúc nãy đó chính là tín hiệu thị trường nhập khẩu đang rất là lạc quan. Nhiều nước trên thế giới, các thị trường truyền thống của Việt Nam đã lên kế hoạch nhập khẩu đầu năm. Nếu mà Việt Nam đáp ứng nhu cầu thì thị trường xuất khẩu gạo sẽ tiếp tục trơn tru. Theo thông tin từ các doanh nghiệp xuất khẩu, khá tự tin và lúa thơm được đặt cọc với giá cao để chuẩn bị xuất khẩu. Dù đang có những thách thức nhất định trên thị trường xuất khẩu gạo ngay từ đầu năm 2019, nhưng các doanh nghiệp Việt Nam tỏ ra khá tự tin khi thị trường xuất khẩu được đa dạng quá với nhiều phân khúc xuất khẩu gạo, đặc biệt là gạo thơm. Hiện gạo thơm chiếm đến 38% trong cơ cấu xuất khẩu gạo của Việt Nam, cao hơn 30% so với cách đây 7 năm. Riêng địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện có khoảng 10.000 trong tổng số 70.000 hecta lúa đông xuân được các doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng bao tiêu với giá có lợi cho nông dân. Trong đó, lúa thơm ST24 được một doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh bao tiêu mua với giá 6.000 đồng một ký. Hiện nay giá gạo xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam là 325 cho đến 342 đô la Mỹ một tấn đối với gạo 5% tấm và 25% tấm. Mức giá này thấp hơn Thái Lan là 40 đến 50 đô la Mỹ một tấn. Riêng giá gạo Jasmine của doanh nghiệp Việt Nam ở mức khá cao, 458 cho đến 462 đô la Mỹ một tấn. Trong quý 1 năm 2019, Philippines vẫn là thị trường chính để các doanh nghiệp Việt Nam hướng đến khi các công ty tư nhân của nước này được phép nhập khẩu 1 triệu tấn gạo. Gạo OM5451, Đài Thơm 8 và NIP của Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh ở thị trường Philippines. Tiếp tục mời bà con và quý khán giả tìm hiểu thêm một loại đặc sản khác của Hậu Giang, đó là cá chạch lấu. Đây là một loại cá nước ngọt có giá trị kinh tế cao, với chất lượng thịt thơm ngon, trở thành đặc sản nổi tiếng của vùng. Cá chạch lấu, cá chạch quế hay là cá chạch bùng, người dân rặt miền Tây hoặc là có hiểu biết thì mới có thể phân biệt được. Nhưng mà có một cái điểm giống, tôi đố anh Tuấn Anh, đó là điểm gì? Tôi nghĩ chắc chúng đều là cá nước ngọt đúng không? Nhưng mà riêng cá chạch lấu thì cũng có thể sống được ở nước lợ. Nhưng mà cái điều tôi nói giống ở đây chính là tất cả những loại cá này đều có thể là kho nghệ ăn rất là ngon. Và du khách mỗi khi mà đến với miền Tây thì ăn những cái món này rất là ghiền. Bây giờ thì mời bà con và quý khán giả xem một vài thông tin về loại cá này. Và nếu như muốn mua cá giống thì mua ở đâu ạ? Mô hình ươm giống cá chạch lấu, một loài cá ngon và hiện còn rất ít trong tự nhiên, đang giúp nông dân Trần Thanh Hùng ở ấp Thuận Hưng, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thu cả tỷ đồng mỗi năm.
Sau một năm nuôi, cá đạt trọng lượng từ 300 đến 500 gram một con. Nếu thả nuôi tiếp, năm sau cá sẽ lên đến khoảng 1 kg một con. Cá chạch lấu có thân màu xanh đậm hoặc là đen xám và nhiều đốm vàng hình tròn hoặc là bầu dục khắp thân. Cơ thể dài đến 90cm và có thể nặng đến 1 kg. Cá chạch lấu không có vây bụng, vây ngực có một đốm đen nhỏ. Mỗi lần cá chạch lấu đẻ tối đa là 4.500 cho đến 7.500 trứng. Cá chạch lấu khá dễ nuôi và dễ tính, lại không kén ăn. Thức ăn ưa thích của cá chạch lấu là các loại dung, ấu trùng, côn trùng và côn trùng trưởng thành, tôm tép, cá đồng, cá biển tạp, cua, ốc, cá linh. Hiện nay nuôi cá chạch lấu mang về giá trị kinh tế cao. Trên thị trường, cá chạch lấu cỡ khoảng 250 cho đến 500 gram một con được bán với giá 280.000 cho đến 350.000 đồng một ký. Cá có trọng lượng lớn hơn có giá hơn 400.000 đồng một ký cá thịt. Loại cá ngon này tiêu thụ chủ yếu ở các nhà hàng và các quán ăn đặc sản. Từ giá trị của con cá mang lại, nhiều hộ nuôi trong và ngoài tỉnh đã đến cơ sở của anh Hùng đặt cá giống về nuôi thương phẩm hoặc là mua cá bột về dưỡng để bán cá giống. Vài năm trở lại đây, dưa hấu là loại cây trồng mang lại thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Tuy nhiên hồi nào tới giờ thì người dân thường trồng cho dây dưa bò lan ở trên mặt ruộng, chứ còn cho dưa hấu leo lên vàng lững lờ thì ít ai thấy, đúng không Ngọc Như? Tôi thì tôi thấy đây là một hình thức rất là mới lạ. Nhưng lạ mà hiệu quả lại ít tốn chi phí, cho nên theo tôi thì đây cũng là một cái cách sản xuất rất là thông minh của người nông dân. Mô hình độc đáo này đang được một nông dân ở huyện Dị Thủy, tỉnh Hậu Giang áp dụng. Và phóng viên chương trình sẽ mang đến cho quý khán giả và bà con những hình ảnh thú vị ngay sau đây. Không cần nhiều diện tích đất, cũng không cần vốn đầu tư, công chăm sóc. Thế nhưng những trái dưa hấu này vẫn lớn nhanh như trồng trên ruộng, thậm chí da còn bóng đẹp, ít sâu bệnh. Mô hình trồng dưa này đã và đang mang lại những hiệu quả nhất định cho anh Trần Văn Đát. Xuất phát từ hiệu quả mô hình ruộng lúa bờ hoa, mô hình trồng dưa hấu trên vàng xen canh với lúa đang được ông Đát áp dụng, vừa dẫn dụ được thiên địch có lợi cho ruộng lúa mà còn có thêm nguồn thu nhập. Điểm đặc biệt của cách làm này là chi phí đầu tư thấp nhưng lợi nhuận lại cao. Bởi dưa hấu trồng trên vàng lưới chạy dọc theo bờ mẫu, không tốn nhiều diện tích, cách mặt nước chừng 3 đến 4 tấc, thoáng khí nên da dưa hấu bóng đẹp, không bị hư úng, sâu bệnh tấn công. Từ đó tiết kiệm thêm một phần chi phí phân thuốc bảo vệ thực vật. Căn lưới phải cho nó thẳng đàng hoàng thẳng nữa mà nó đựng trái dưa mới được, còn cái nếu như mình dùng á cái là nó bị thòng, dưa mình đụng nước. Vì nó chịu khoảng 7-8 trái dưa là nó cũng nằm 20-30 kg rồi. Rồi mình căng cái lưới dày lên mình hứng trái một lớp. Theo tính toán, trên 1 hecta lúa, chi phí đầu tư phần lưới khoảng 3-4 triệu đồng, trung bình 3.000 dây dưa cho thu hoạch gần 10 tấn trái, nhiều hơn từ 1-2 tấn so với cách trồng dưa bò lan theo kiểu truyền thống. Trong cách này thì chất lượng trái nâng cao, thương lái mua với giá cao hơn khoảng 1.000 đồng một ký so với trồng thường. Không chỉ áp dụng công nghệ cao, kỹ thuật canh tác hiện đại, mà chỉ cần một cách thức mới, một sự sáng tạo trên những kinh nghiệm vốn có, anh Đát đã có thể tìm ra được một hướng sản xuất mới, vừa hạ giá thành, vừa nâng cao giá trị từng trái dưa được trồng ra. Muốn làm được như người nông dân vừa rồi thì trong quá trình canh tác, bà con phải chú ý quan sát, để tâm và rút ra cho mình kinh nghiệm. Thời tiết thì luôn luôn thay đổi, chỉ có thích ứng như kiểu của anh thì mới thuận theo tự nhiên dễ dàng. Kính thưa bà con và quý khán giả, cũng là một cái kiểu thích ứng nhưng mà là thích ứng theo người tiêu dùng, tức là sản xuất ra cái mà thị trường cần. Trong những năm gần đây, nhiều hộ gia đình ở Đạ Oai đã từng bước chuyển đổi các diện tích trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, trong đó có cây bưởi da xanh. Để người tiêu dùng an tâm về sản phẩm, từ đó bán được giá cao, nhà vườn ở Đạ Oai, Lâm Đồng đã trồng bưởi áp dụng quy trình chăm sóc hữu cơ, hạn chế sử dụng các loại phân thuốc hóa học, thay vào đó là sử dụng phân chuồng ủ oai mục và các loại thuốc có nguồn gốc sinh học để mà phòng trừ dịch bệnh. Đương nhiên là trời không phụ lòng người, người tiêu dùng làm sao có thể phụ lòng người sản xuất có tâm như thế cho được ạ. Theo ghi nhận của phóng viên 365 ngày chuyển động, bưởi cho mẫu mã và chất lượng khá tốt. Ước tính 1 hecta có thể trồng khoảng 300 gốc bưởi, mỗi năm một gốc bưởi cho thu hoạch khoảng 40 đến 60 kg trái. Với giá bán trung bình 35.000 đồng một ký, sau khi trừ chi phí đầu tư, người dân có thể thu về khoản tiền lời hơn 200 triệu đồng một năm. Tại Đạ Oai, ngoài bưởi thì sầu riêng, dâu tằm cũng đang là những cây trồng được bà con đầu tư mạnh. Điều đáng nói là bà con đã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào thăm canh và chủ động phòng trừ dịch bệnh.
nên năng suất, sản lượng cây trồng đạt cao, từ đó góp phần nâng cao thu nhập kinh tế, giảm nghèo cho người dân. Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, với nhiều loại nông sản thế mạnh như là rau, hoa, trà, cà phê. Bình quân mỗi năm, bà con ở Lâm Đồng sản xuất khoảng 67.000 hecta rau củ quả các loại với sản lượng trên 2.300.000 tấn, canh tác trên 8.800 hecta hoa, sản lượng gần 3.400 triệu cành và gần 175.000 hecta cà phê, sản lượng trên 508.000 tấn và trên 12.600 hecta trà với sản lượng là gần 170.000 tấn. Với một lượng nông sản được sản xuất hàng năm lớn đến như vậy, thì bên cạnh việc tập trung triển khai các giải pháp ổn định năng suất, nâng cao chất lượng nông sản, tỉnh Lâm Đồng còn ký kết phối hợp sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản an toàn với nhiều địa phương trong cả nước. Qua đó đã phối hợp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản và truy xuất các lô hàng nông sản mất an toàn và kịp thời xử lý khắc phục. Hiện hàng trăm liên kết sản xuất đã được hình thành để cung ứng nông sản đảm bảo chất lượng với giá cả ổn định cho các địa phương trong cả nước. Là một huyện nằm cạnh một trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của cả nước là thành phố Đà Lạt, vì vậy huyện Đức Trọng cũng có những lợi thế nhất định để xây dựng và phát triển ngành nông nghiệp. Cho đến nay, toàn huyện có diện tích ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao là 7.366 hecta, trong đó những mô hình sản xuất hoa trong nhà kính đạt trên 2 tỷ đồng một hecta một năm. Chính vì đã phát huy được lợi thế tiềm năng của huyện mà đời sống của người dân không ngừng tăng lên. Năm 2011, GRDP bình quân toàn huyện chỉ đạt 25 triệu đồng một người một năm, thì đến nay GRDP bình quân đầu người đã đạt trên 67 triệu đồng một người một năm. Từ bấy lâu nay, Lâm Đồng là địa phương có lợi thế về sản xuất khoai tây. Khác với nhiều địa phương trong cả nước, nông dân Lâm Đồng canh tác khoai tây quanh năm, với tổng diện tích canh tác dao động từ 1.300 cho đến 1.500 hecta một năm. Những địa bàn trồng khoai tây chủ lực đó là thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, vân vân. Và thời gian qua thì nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển thương hiệu khoai tây Đà Lạt đã được ngành chức năng triển khai. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi vẫn là làm sao canh tác khoai tây khoa học, năng suất và chất lượng nông sản được đảm bảo. Xem phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn sự đầu tư của loại cây lấy củ này của tỉnh Lâm Đồng hiện nay như thế nào. Trước đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường, người trồng khoai tây Lâm Đồng đã không ngừng đổi mới trong quy trình sản xuất, đưa vào sử dụng các loại giống phù hợp với điều kiện canh tác ở từng vùng, từng vụ. Trong đó, canh tác khoai tây theo quy trình Việt Gáp là hướng đầu tư được các nông hộ tập trung nhiều năm trở lại đây. Thống kê diện tích khoai tây Việt Gáp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 560 hectare, sản lượng đạt gần 12.000 tấn. Những giống khoai tây cho năng suất và chất lượng đảm bảo được nhà nông đưa vào canh tác chủ lực, bao gồm 07, BO3, Atlantic, vân vân. Ai họ cũng trồng khoai tây, coi như là nhà nhà khoai tây mà người khoai tây, kinh tế lên nó rất là ổn định. Mình khoai tây là giống là thứ nhất là khoai hồng là họ kêu là 07, mà khoai này là cái BO3, là cái giống má là mình cũng mua mô trên mấy cái nhà cấy mô đó, rồi mình về mình gầy lại mô để mình trồng. Để góp sức cùng nhà nông canh tác khoai tây ngày càng hiệu quả và khoa học, ngành nông nghiệp đã vào cuộc bằng nhiều giải pháp thiết thực. Theo đó, ngoài một số chương trình hỗ trợ phát triển thương hiệu khoai tây Đà Lạt của ngành nông nghiệp, các trung tâm giống cây trồng đã có nhiều chương trình khảo nghiệm. Gần đây nhất là việc triển khai mô hình chuyển giao công nghệ sản xuất khoai tây giống sạch bệnh với quy mô gần chục hecta của trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa. Mục tiêu mô hình này là xây dựng và chuyển giao mô hình sản xuất khoai tây giống nguyên chủng, mô hình sản xuất giống xác nhận, liên kết tiêu thụ sản phẩm giống khoai tây, góp phần giảm nhập khẩu khoai tây giống. Với giải pháp triển khai khoa học, khoai tây ở mô hình này sinh trưởng phát triển tốt, cây trồng ít bị nhiễm một số sâu bệnh hại chính, năng suất bình quân tăng từ 17,4 cho đến 20% so với một số giống khoai tây trồng tại địa phương. Trên cơ sở là cái điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm cũng như hệ thống nhà màng nhà kính thì hàng năm trung tâm tổ chức khoảng chừng là 1 đến 2 triệu cây giống sạch bệnh quắc lại để cung cấp cho người sản xuất. Nhờ những nỗ lực bắt nguồn từ nhiều phía như thế mà năng suất khoai tây Lâm Đồng đạt ổn định, từ 20 tạ đến 22 tạ một hecta. Chất lượng được nhiều thương lái đánh giá cao hơn so với các sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường. Và thông tin về cách sản xuất nâng cao chất lượng giữ vững thương hiệu khoai tây vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.